huấn luyện viên Kim Sang-sik không dùng trợ lý ngôn ngữ từng làm cho ông Park Hang-seo. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn trợ lý ngôn ngữ mới hoàn toàn, không phải những người từng làm việc cho ông Park Hang-seo như đồn đoán. Theo nguồn tin của VTC News, ông Lê Huy Khoa sẽ không làm trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam, ít nhất là đến hết đợt tập trung tháng 6 năm 2024. Trợ lý khác của ông Park Hang-seo là Vũ Anh Thắng cũng không có mặt tại đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, sẽ giới thiệu ứng viên hoàn toàn mới cho ông Kim Sang-sik. Trợ lý ngôn ngữ là một trong số 12 thành viên của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Có 3 trợ lý người Hàn Quốc và 9 trợ lý người Việt Nam. Tuy nhiên, VFF cẩn trọng với quyết định lựa chọn phiên dịch cho huấn luyện viên ngoại. Trước đó, những tranh cãi và thất bại của huấn luyện viên Philippe Troussi trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam một phần đến từ vai trò mờ nhạt của trợ lý ngôn ngữ. Các nhà quản lý không muốn lặp lại câu chuyện trên. Do đó, ngoài năng lực chuyên môn, phiên dịch của đội tuyển quốc gia phải có cách ứng xử truyền đạt phù hợp, là cầu nối giữa các cầu thủ và huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, huấn luyện viên Kim Sang-sik chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Hàn nên chúng tôi sẽ tuyển chọn một phiên dịch tiếng Hàn Quốc, Việt Nam để thuận lợi cho việc trao đổi giữa ông Kim và các cầu thủ Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi chưa thể khẳng định đó là ai. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lựa chọn, sao cho công việc của ông Kim được thuận lợi nhất. Theo thông tin từ huấn luyện viên Mai Đức Chung, Hội đồng huấn luyện viên quốc gia sẽ tích cực tư vấn cho ông Kim Sang-sik để lựa chọn các trợ lý nội có chuyên môn tốt nhất, phù hợp nhất với đội tuyển Việt Nam và ông Kim. Đến thời điểm này, nhà cầm quân người Hàn Quốc mới có 2 trợ lý Hàn Quốc là chuyên gia thể lực Sang Úc An và huấn luyện viên Choi Eun-kun. Ngoài ra, hội đồng sẽ tham gia tư vấn cho ông Kim về tình hình thực tại của bóng đá Việt Nam, các cầu thủ đang có phong độ tốt hoặc chưa tốt. Điều này có thể giúp ông Kim Sang-sik nhanh chóng thích nghi với công việc mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.